lại với Hôm Nay Ăn Hành. Và ngày hôm nay chúng ta đi ăn một cái quán của một người rất là nổi tiếng. Và cái quán này cũng đã có rất là nhiều lời ra tiếng vào rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tác nghiệp trên cái quán này. Đó, và coi coi nó có đúng là như nhiều người đồn đại không. Đó chính là quán 10 khó. Đây, rồi bây giờ đi ra thôi. Và đầu tiên thì mình nói tới cái quán mà Quảng Nam Đà Nẵng thì phải ăn cái món gì? Quảng Nam Đà Nẵng thì phải ăn món gì? Mì Quảng. Đó đúng rồi, mì Quảng. Đây là một cái món mà truyền thống và vừa đét của Quảng Nam ha. Thì tô mì Quảng này có mức giá là 65. À 65. Thì đây thì các bạn cũng có thấy tô mì Quảng như thế nào rồi, sẽ phục vụ thêm một cái mẹt rau muống rồi bánh đa các kiểu nước mắm. Thì đây thì trong tô mì Quảng thập cẩm thì có gà, tôm, xa xíu. Đó. Nếu ở đây thì nó hơi lọc hơn nhỉ? Đúng rồi, nhiều chỗ thì ta thấy nó sệt hơn. Đúng rồi. Với lại thường là đặc trưng của món mì Quảng thì thấy lúc nào cũng ít nước, sấp nước, chứ không phải là như những cái món bún khác là kiểu nước chan đầy luôn. Và cái sợi mì Quảng rất là to. Đây, sợi mì Quảng đây. Không, tại vì thấy là nếu mà mình được ăn rau mầm, mì Quảng người ta sẽ cho rau mầm nhiều hơn, còn cái này cho rau bắp chuối. Thực tế thì hương vị cũng bình thường. Mình không nói dở. Ngon. Hey, wait a minute. Hương vị cũng bình thường. Ngon. Nó có cái mùi thơm xa xứ. Thơm lắm. Và những cái nguyên liệu của nó, ví dụ như là thịt hay tôm hay là gà cũng nhiều, miếng cũng to. Nhưng mà thật sự là với cái giá thành nhận thì chị thấy vẫn mắc. Mặc dù là nó ngon. Với là cái màu nó đẹp, cái nước sốt nó rất là đẹp. Và một cái món tiếp theo nữa mà mình mới đầu mình nghĩ là lạ nhưng cuối cùng lại không lạ, đó là thịt xíu. Thịt xíu cuốn bánh tráng Đài Lộc. Một phần này mức giá cũng 100 mấy đó, 130, 140 đó. Thật ra thì mấy cái món cuốn này cũng đơn giản, tức là người ta chỉ có làm thịt sẵn xong người ta cắt thôi, còn rau lộ và chơi cuốn thì chị thấy cũng đơn giản, ai mua cũng được. Chủ yếu là có một cái bánh tráng này nữa. Bánh tráng này nghe nói là cũng chung hả? Đúng không? Bởi nó dày ghê luôn á. Cái mình dày bình thường á. Thì nó hơi bình thường, cũng hơi bình thường so với mức giá. Cái là cái xa xíu này cũng phổ biến mà, xa xíu này đi ăn ở làm đại học cũng nhiều. Tại vì thật sự là cái phần này nó cũng không nhiều, thịt cũng ít nè, các bạn có thấy thịt không nhiều đâu. Cái này người ta gọi là ăn hương ăn hoa đây, đó mấy đứa. Đây thì mình cứ cuốn vậy thôi. Okay. Không sang nữa. Cái tôi chạy gấp đi chị đừng chờ ai chứ, đừng mong đợi điều gì. Khỏi sang, ăn cái này đáng là phải sạch tay. Cho nó là bạn khó chê. Ăn cuốn xay xay tay với ai xay xay đũa. Kìa. Sang, phải đặt sang. Mình không cần quý trọng, mình chỉ cần ăn ngon, ăn no là đủ. Miếng thịt của nó đây, nó kè từng khối rất là được. Bây giờ mình ngồi mình tính cho mấy đứa. Hồi nãy là ăn một miếng rồi. Một miếng này là 100 mấy. Một miếng. Là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. 8, 22 miếng rồi nè. 8, 6, 6, 6 8, 7 miếng nữa. 15 miếng. 15, phải cắt 15 miếng thịt. Tức là mỗi miếng cũng có mấy ngàn. Chấm lên. Thật xíu thì ngon. Cũng ngon, cũng ngon. Bánh tráng thì cũng ngon. Nhưng mà quấn lại thì thấy ngon. Thế rồi tuần nghĩ thì nhưng mà mỗi là mà quấn vậy cũng hao chứ bộ. Hao mới chết. Hai một cuốn gà, hai miếng thịt còn gì nữa. Thường thường ngoài bán cuốn 5 ngàn. Mắm thì cùi thấy không ngon. Nhưng mà nói chung là ăn cũng được, ăn cũng vui. Không ngon bằng nhà cùi lợn. Mắm nhà cùi lợn, nhà cùi từng làm mắm nêm là ngon hơn. Nói chung là mình bỏ cái khía cạnh mắc ra đi, tại vì món nào cũng mắc rồi. Hay là mình đánh giá đồ ăn. Là mặn ở quận 3. Nhưng mà nó không có lạ, nó không có độc gì hết. Thế là căn bản là cái món cuốn này đã không lạ rồi. Nhưng mà mình hỏi thì món này là một trong những món mà kiểu như là để bán thấy thì gọi. Và món tiếp theo là món mít trộn thì ủa mít trộn là gọi mít là mít gọi mít tôm thịt. Ủa mà cái này là món miền Bắc mà. Hình như ngộ này của miền Bắc đúng không? Đúng rồi, gọi mít trộn là miền Bắc. Của miền Nam lần đầu tiên chị nghe tên món này. Hình như miền Bắc. Ủa đây là quán miền Trung mà. I don't know. Thôi mà cất qua đi. Đây thì một phần gọi mít sẽ có nhiêu đây. Thì nó có tôm thịt và nó sẽ mỏng mỏng như vậy thôi. Và mình sẽ bỏ lên như vậy. Mình sẽ rưới một chút xíu nước mắm lên. Đó. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Rồi ăn. Ngon. Bỏ hết nước mắm vô. Nước mắm nó hơi nhỏ. Trời. Vậy rồi sao em bỏ chi? Hồi nãy mình không bỏ nước mắm thì nó hơi lạc. Mà giờ thì nó vừa. Cái món này đối với một bạn người miền Nam sẽ thấy lạ.
kỳ lắm. Lần đầu tiên được ăn. Nhưng mà cái món này cũng được. Rồi, dễ ăn. Nhưng mà có thấy bình thường. Bình thường thôi. Tức là nhà bạn nào đó từng ăn gỏi mít rồi thì cũng nghĩ nó cũng không cần vô đây ăn gỏi mít, tại vì nó cũng không quá vượt trội so với cái gỏi mít mà nhà bạn làm được. Ở đây cũng có nhiều loại gỏi đấy mà, nên là nếu như mà mọi người có được không thích ăn cái này có thể là gọi những loại khác. Người miền Trung người ta ăn cay, tức là ớt bình thường là người ta để nguyên trái thì ai không ăn thì bỏ ra, còn đây là người ta cắt miếng nhỏ để trộn lại với ăn. Yeah. Ăn đi mày. Có một món mà hình như là tới Đà Nẵng là phải ăn, đó chính là gà. Gà. Tới Đà Nẵng là phải ăn, đó chính là gà. Thì chúng ta sẽ có một chén cơm ở giữa và xung quanh là gà xé, gà chặt. Nhưng mà tại sao cơm này nó lại màu vàng lắm? Tại vì nó có mỡ gà ở trong đó. À, tức là người ta trộn vào hả? Ừ, ta nấu người ta nấu cơm, ta bỏ miếng mỡ gà vô. À, sao mỡ nó chảy ra? Nhưng đó. Mỡ gà màu vàng. Ừ, chắc là có thêm một chút nghệ. Chắc có thêm màu. Nhưng mà cái hạt cơm của nó sẽ mềm và béo. Anh thử cơm riêu đi. Cơm riêu nó có cái vị rất là hay. Người ta trộn sẵn là kiểu như là mặn mặn chua chua, đúng không? Ngon lắm. Ngon. Cơm rất ngon, cơm rất ngon. Cơm rất dẻo. Nhờ là có mỡ, gà. Cho nên là nó cũng sẽ béo hơn. Thì cái gà này là gà chạy, chắc chắn phải là gà chạy. Và miếng thịt rất chắc. Không chắc lắm. Chắc mà. Thịt rất chắc. Không chắc lắm. Thịt rất chắc. Không chắc lắm. Gà này là có rưới có phết một cái lớp nghệ rồi cho nên mà đủ để mình phân biệt được gà công nghiệp với gà chạy. Mình ăn này mình mới biết là gà chạy, nhưng mà thật sự nó chưa ngon lắm đâu, tại vì cụ từng ăn một con những cái con gà mà ngon hơn rồi. Sẽ phay mà chỉ gọi nửa con mà ra được có một cái nghệ bé tí, tại vì người ta bỏ xương ra. Nửa có phải biết một thau này bao nhiêu, một mẹ là bao nhiêu? Thì là hết hồn. Đó chính là 335.000. Ngọc Khang nói tới cái vấn đề là nó rẻ như thế nào, mình nói về cái hương vị cái gỏi đi. Thì gỏi này là gỏi gà thì cũng là gỏi rau răm với hành tây với lại gà xếp phay thôi. Nhưng mà nói chung là gà với cả cơm đều được tẩm ướp rất là ok. Cho nên là mình thấy ăn gà, ăn cơm là ngon. Ví dụ mình ăn hết mình có kêu cơm thêm được, em nghĩ là được. Em cũng muốn kêu cơm thêm. Đúng rồi, cơm ngon quá. Em nghĩ là được, cơm tính tiền thêm thôi. Mà cái gỏi thì ăn cũng ngon, gỏi ăn chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Ngon. Món này là cái món mà chị thấy ok nhất từ nãy đến giờ. Đúng rồi. Món này là món chính thôi. Nhưng mà cũng mắc. Thật ra ở bên ngoài 300 mấy là bằng một con gà rồi. Nên là cái công với lại cái tổng ướt ở đây thế nào đó. Với lại ở đây là quận 3 mình ăn một bữa xong mình nhịn, mình nín luôn, mình nín 6 bữa. Với lại quán này là có chống lưng rất là mạnh. Đó là quán nghệ sĩ. Nói chung là người ta nói sao ta? Hà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Tức là tụi mình cũng đang huy hoàng. Nên là mình phải huy hoàng, tụi mình tắt thôi. Xong mình nhịn luôn, mình nhịn luôn một tuần. Mình này ăn gì đó. Đúng rồi, phải thùng mà ở văn phòng thì có thùng mì của gà mới mua á, cho nên là nhớ nha, từ về ra ăn. Cảm ơn gà. Với là những người mà họ xa quê, họ muốn ăn. Mấy người mà người mình chung á. Và quán này sẽ nằm ở số là 27 Trần Quốc Thảo, đúng không? Quận 3. Thực sự quán này rất là đẹp, nhưng mà nó lại hơi nhỏ, nó kiểu như là không gian nó hơi nhẹ. Cụ tưởng tượng là cái quán nó bự hơn. Nhưng mà sợ là từng chi tiết ở đây rất là tinh tế. Và đặc biệt là ở đây uống nước miễn phí, trà đá là ngon, trà đá có thêm gừng nữa. Và nhân viên phục vụ ở đây thì nó là dễ thương lắm luôn. Dễ thương. Chị rất là tận tình. Nói chung là nhiều người nói là quán Trường Gia đắt đỏ, nhưng mà thật ra thì nếu như mà đắt không mà không ngon thì sẽ không có người quay lại. Nhưng mà ở đây kiểu đắt nhưng mà vẫn ngon á, cho nên là mình nghĩ là nếu mà ai có tiền á, người ta vẫn sẽ quay lại ăn nữa. Vì thật sự là chất lượng ok mà. Chất lượng ngon. Cô chắc cô ăn lần cho biết tại vì cô không có tiền. Sau này nếu mà có tiền sẽ vô được ăn lại. Rồi đó, vậy đó, nói chung là lần đầu đi ăn thử quán Trường Giang thì nó như vậy thôi. Tại vì điều kiện quay cũng khó, nếu như có vấn đề gì thì mọi người cũng thông cảm cho tụi mình. Tại vì quay cũng khó lắm. Cho nên là thôi, thấy video này hay đừng quên like, share và subscribe cho cả hai kênh luôn, là kênh Hôm Nay Gì và kênh Eternal. Tại vì mình đã nói rất nhiều lần rồi, nếu lượng sub của Hôm Nay Gì lên cao, lên là lên cao thì sẽ có những điều bất ngờ chờ đón mọi người.